Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng nhận được đơn kiến nghị của một số hộ dân thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão về tình trạng mất an toàn giao thông trên đường 306 đoạn qua xã Thái Sơn đi vào đền Trạng Nguyên Trần Tất Văn. Theo phản ánh của người dân, thời gian qua nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại đây. Đường 306 đoạn qua xã Thái Sơn, huyện An Lão được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018, đã đáp ứng được nhu cầu tham gia giao thông của người dân và phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời tạo thuận lợi cho khách thập phương đến tham quan, thắp hương tại khu di tích đền thờ Trạng Nguyên, Trần Tất Văn, di tích văn hóa lịch sử của thành phố. Tuy nhiên, sau khi đường được nâng cấp và mở rộng, thì mật độ các phương tiện tham gia giao thông cũng ngày càng tăng. Trong đó, có rất nhiều phương tiện trọng tài lớn. Con đường của chúng tôi hiện tại nó rất là đẹp. Chính vì đẹp như thế cho nên là cái lượng người ta đi qua lại rất là lớn. Và đặc biệt từ lúc 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ và đến 7 giờ tối, thì cái lượng con cháu, con em trong làng hoặc là các xã khác đi qua đây gần như chèn kín. Người dân cũng cho biết hiện nay, nhiều điểm trên tuyến đường này dần trở thành điểm đen tai nạn giao thông. Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực nhà máy nước Cầu Nguyệt có nhiều khúc cua rất gấp. Tường bao của nhà máy khá cao nên tầm nhìn bị che khuất, khiến các phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều không nhìn thấy nhau. Nếu người điều khiển giao thông qua khu vực này không quen đường, hoặc chạy với tốc độ cao, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Con đường này có 600 mét, mà có 4 cái cua, mà 4 cái cua rất là hẹp. Cứ tầm chiều ấy, có hôm là lật cả ô tô đấy. Và cái tai nạn thì các cháu học sinh rồi, những người tham gia giao thông là bị nhiều rồi. Bất an vì tình trạng mất an toàn giao thông do các góc cua gây ra là một trong những nguyên nhân khiến người dân không đồng ý cho xe chở vật liệu phục vụ thi công công trình bể chứa nước sạch của công ty cấp nước Hải Phòng đi qua. Người dân đã từng có đề nghị với công ty về việc cắt góc cua thuộc phạm vi đã xây tường bao của nhà máy nước Cầu Nguyệt nhưng không được giải quyết. Cái cua này chỉ cần giãn vào mỗi cái 2 mét cho cái cua nó rộng ra, đỡ khuất tầm nhìn cho hai bên tham gia giao thông để đỡ xảy ra tai nạn. Liên quan đến vấn đề này, đại diện công ty cấp nước Hải Phòng cho biết công ty không đủ thẩm quyền để giải quyết do toàn bộ diện tích đất của nhà máy nước Cầu Nguyệt là công ty được nhà nước cho thuê trong 50 năm để sử dụng vào mục đích sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân thành phố. Việc thu hồi để mở rộng đường phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Phía chính quyền xã Thái Sơn cho biết, Ủy ban nhân dân đang làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm tạo điều kiện mở rộng đoạn đường, mở rộng đoạn cua để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân. Tuyến đường này đã được làm từ năm 2015. Nó là một cái tuyến đường mà vào đền Trạng Nguyên Trần Tất Văn. Đầu đường đó thì nó có mấy cái chỗ cua và nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái sự đi lại của nhân dân. Và trong những năm gần đây thì nó thường xuyên xảy ra những cái vụ tai nạn. Từ năm 2015, khi đó thì xã cũng đã đề nghị công ty cấp nước đã mở cua một lần. Thế và đến nay thì do cái sự dân sinh đi lại nó rất là đông, cho nên là nó ảnh hưởng đến cái góc cua đó, thì xã chúng tôi cũng đang làm tờ trình để xin thành phố, xin công ty cấp nước Hải Phòng để xin mở rộng cái cua đó ra để cho đỡ ảnh hưởng đến cái chuyện giao thông đi lại của nhân dân, đỡ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của xã. Trong khi chờ các cơ quan chức năng xem xét và có biện pháp xử lý, đề nghị người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho chính mình cũng như những người xung quanh.